And with the right training method. Ok, anh trai của tôi ưa thích bóng đá, phải không? Sở trường về bóng đá và với đôi chân phải, với sự đào tạo bài bản, mọi người tin rằng anh ấy sẽ trở thành một tiềm năng xuất chúng. He believe to be an up and coming talent. Inconsiderate là gì? Thật là không chu đáo. Inconsiderate. Thật là không chu đáo nếu bạn không qua lại cho anh ấy. Tiếp theo, the faster way to gì đấy is to cut down on the amount to refined sugar in your diet. Maternal instinct. Đúng rồi, do cardiovascular exercise. Improve one's fitness. Oh. Improve on fitness. Cải thiện sức khỏe thể chất. Cách nhanh nhất để cải thiện sức khỏe thể chất là cắt giảm lượng đường tinh luyện trong khẩu phần ăn. Cứ tưởng là làm cái kia. Tiếp theo, everyone has many ties in life. Ties. Assertive. Assertive. Assertive là lỗ mãng. Assertive. Sai rồi. Quyết đoán. Assertive. Assertive. Khi bạn quyết định, score of the winning, the winning goal, the all out. Score the winning goal. Score the winning goal. Anh ấy đã ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng của trận đấu. Một điều thật là đáng kinh ngạc. He scored the winning goal at the last minute of the game, which was unbelievable. One half and the day. Sibling. Being up and coming talent. Being up and coming talent. Instinct. Instinct.